Hello các bạn, welcome các bạn đến với Nail Life with Catherine, tiếng Anh ngành Nails. Channel của mình tập trung vào giao tiếp tiếng Anh ngành Nails. Các video được sắp xếp theo chủ đề và chuyên mục để các bạn tiện theo dõi và học có hệ thống hơn. Các bạn hãy vào playlist để xem các chương mục và chủ đề khác nhau nhé. Mình sẽ ra video mỗi sáng Chủ nhật lúc 10 giờ sáng. Các video sau này có đầy đủ tiếng Việt và phiên âm dễ học lâu lâu mình sẽ có làm vài bài về kỹ thuật làm nails có tiếng Anh luôn. Channel của mình có hơn 100 videos về tiếng Anh ngành nails, bao sâu, bao rộng, bao tình huống. Nếu các bạn xem xong và thích video này, like giùm mình nhé và giúp mình share cho nhiều người cùng học. Please làm điều này để giúp mình nhé. Mình sẽ rất vui khi thấy công việc làm của mình có kết quả và giúp được cho nhiều người. Cảm ơn rất là nhiều. ngày hôm nay chúng ta sẽ luyện tập các câu hội thoại trong tiệm nails nói chuyện với khách dịch vụ tay chân nước về dịch vụ tay chân nước mình đã có nhiều bài chi tiết rồi các bạn có thể click vào các link hay hiện ra ở góc phải phía trên màn hình đó là đa số các bài có liên quan đến bài học bạn đang xem bài này chúng ta sẽ đi qua những tình huống mới chưa gặp phải trong các bài trước chúng ta cùng bắt đầu nhé Chà muối và trà đường có gì khác nhau? What's the difference between sea salt scrub and sugar scrub? What's the difference between sea salt scrub and sugar scrub? Difference, 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 difference between, between, between. sea salt, sea salt, sea salt, scrub, 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 screw up, scrub. Scrub. scrub, scrub. Đừng có đọc screw up nha, đừng có đọc vậy. Mà mình phiên âm ra kỹ cho các bạn biết bẻ cái chữ nó ra như thế nào khi mà phân chia cái cách đọc như thế nào thì screw up thì scrub. Scrub, Đúng không? Sea salt, sea salt, 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 sea salt, sea salt, scrub, and sugar scrub. What's the difference between sea salt scrub and sugar scrub? Tẩy muối biển đó, là salt thì thô cứng và thích hợp cho da thô và khô. Sea salt scrub are coarse and best for rough and dry skin. Sea salt scrub tẩy muối biển, trà da mà bằng muối đó. Are coarse. Coarse là thô cứng, to. Coarse. 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 coarse course, 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 and best, best, best for rough, rough. Tẩy đường mềm hơn và thích hợp cho da nhạy cảm. Sugar scrubs are softer and best for sensitive skin. Sugar scrubs are softer and best for sensitive skin. Sugar scrubs are softer and best for sensitive skin. Softer, softer, and best for sensitive, sensitive, sensitive. sensitive skin, 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 skin là da, sensitive là nhạy cảm, sensitive skin là da nhạy cảm dễ bị sưng, dễ bị ngứa, dễ bị đỏ. Sugar scrub or softer, tẩy đường á, à, cái cái đường mà xin lỗi các bạn là mình không có biết cái, cái từ tiếng Việt dùng cho cái chữ này như thế nào mấy cái hộp à, muối, hột đường mà để dùng để tẩy da đó. Mình không có biết dùng chữ gì cho nên mình gọi là tẩy đường thì à, mềm hơn hoặc là êm hơn, mịn hơn mà nó thích hợp cho da nhạy cảm. Sugar scrubs are softer and best for sensitive skin. Tại sao móng chân của tôi bị ố hay là xỉn màu vậy? Why are my toenails stained? stained stained, stained. Why are my toenails stained? stained, stained? Why are my toenails stained, stained? Sao móng của tôi bị vàng vậy? Why are my toenails yellow, yellow, yellow? Một số người họ có thể dùng brown, màu nâu. Why are my toenails yellow? Why are my toenails brown? Why are my toenails yellow? Why are my toenails yellow? Yeah, yeah, yellow. Yellow, chứ không phải là yellow đâu nha. Yellow, yellow, yeah. Yellow, yellow. Vài màu sơn đậm có thể làm ố, xỉn màu móng chân. Some dark polish can stain the nails. Some... Dark, 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 dark. Không phải là dark. Không phải là dark. Dark, 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 dark. 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 Some dark color, some dark polish, can stain the nails. Some dark polish can stain the nails. Some dark polish can stain the nails. Bạn tự sơn móng hả? Did you polish them yourself? Did you polish them yourself? Did you polish them? Them là các cái móng của mình đó. Yourself là tự mình bạn. Myself là tự mình tôi. Do you polish them yourself? Yourself. Yourself. Do you polish them yourself? Vâng, tôi tự làm. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Tôi đã làm như vậy. Bạn có sử dụng sơn lót không? Do you use the base coat? Did 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 you use the base coat? Không, tôi không có dùng. Nó để làm gì? No, I didn't. 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 No, I didn't. What does it do? nó để làm gì. What does it do? có nghĩa là cái base coat đó, nước sơn lót để làm gì. What does, do? What, does do? What does it do? What does it do? What does it do? What does it do? nước sơn lót ngăn ngừa xỉn màu và chắc. The base coat prevents staining and peeling peeling the base coat base coat base coat prevents 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 vì cái này là ngôi ba số ít cho nên nó mình có chữ s, còn nếu mà chữ nguyên của nó là prevent không có s. prevent 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 trong hoàn cảnh này thì nó có s prevents 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 à cách đọc thì giống nhau chỉ có thêm chữ sợ của chữ thôi nha staining, staining, staining là bị xỉn màu, staining and peeling, peel không phải là peeling, peel dài ra, peel, peel, peel and peeling, peeling, peeling khi mà các bạn đọc không phải là peeling mà peel, 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 peel. peeling 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 The base coat prevents staining and peeling. Tại sao tôi có những mảng trắng trên móng vậy? Why, do Why do I have white patches on my nails? Why do I have white patches on my nails? Why do I have Tại sao tôi có white Patches, những cái mảng trắng Patch là cái mảng đó Why patches là những mảng trắng On my nails Trên móng tay vậy Why do I have white patches on my nails? Cái um, câu này có thể được dùng Chung chung trong trường hợp tay hoặc chân bị cũng được Nails nói chung là móng Chứ không có phải là móng tay thôi đây nha Dùng cho móng tay, móng chân đều được Why do I have white patches on my nails? có thể do bị khô hoặc thiếu vitamin nào đó. Tiếng Việt Nam gọi là vitamin, nhưng tiếng Mỹ mình nói là vitamin. Vitamin. Maybe because of dryness or lacking some vitamins. Maybe có thể because bởi vì do because of dryness là khô, tình trạng khô or lacking lack là thiếu some một số vitamins là vitamin maybe because of dryness có thể do bị khô or hay là lacking thiếu some vitamins một số vitamin nào đó maybe because of dryness or lacking some vitamins maybe because of dryness or lacking some vitamins câu ngắn hơn bạn có thể nói maybe dryness or lacking some vitamin maybe dryness or lacking some vitamin maybe because of dryness or lacking some vitamins maybe because of dryness or lacking some vitamin Tôi nên làm gì? What should, What should I do? 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 Đừng để nước sơn trên móng lâu hơn 3 tuần. Don't leave nail polish on longer than three weeks. Don't leave. Đừng có cho, đừng có để. Nail polish. Nước sơn. Longer là lâu hơn. Three weeks, 3 tuần. Don't leave nail polish on longer than three weeks. Don't leave nail polish on longer than three Weeks, three, 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 weeks. Weeks, weeks, weeks. Don't leave nail polish on longer than three weeks. Nếu mà khách làm dip hoặc làm bột thì mình có thể thay cái nail polish bằng chữ powder. Don't leave the powder on longer than three weeks. Don't leave the powder on longer than three weeks. Nhiều khi tôi không đến tiệm nail được. Sometimes I can't make it to the salon. Sometimes, sometimes, nhiều khi, đôi lúc. Sometimes, I can't, I can't, tôi không thể make it, tôi không thể làm được không thể đạt được, không thể make it. I can't make it to the salon. Tôi không thể đếm tìm được. Sometimes I can't make it to the salon. Sometimes I can't make it to the salon. Nếu vậy, bạn có thể chùi nước sơn ở nhà. If so, you can remove the polish at home. If so, nếu mà như vậy đó. You can remove bạn có thể chùi the polish nước sơn at home là ở nhà. You can remove the polish at home. You can remove the polish at home. If so, you can remove the polish at home. You can remove the polish at home. Bạn dùng gì để chùi nước sơn? What do you use to remove the polish? What do you use? Bạn dùng cái gì? What do you use to remove để chùi the polish nước sơn? What do you use to remove the polish? What do you use to remove the polish? What do you use to remove the polish? Acetone. Acetone. acetone 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 Tôi có thể mua acetone ở ngoài không? Can I get the acetone at the store? Can I get Tôi có thể mua có tôi có thể lấy the acetone acetone at the store ngoài cửa hàng Can I get the acetone at the store? Can I get the acetone at the store? Can I get the acetone at the store? Tôi nghĩ họ bán nước tẩy sơn thôi. Nó yếu hơn acetone nhưng chùi nước sơn được. I think they sell polish remover. Polish remover là nước tẩy sơn. Nước tẩy sơn á thì nó yếu hơn acetone nhưng mà Nó nước sân được. I think they sell polish remover. It's weaker than acetone, but can remove the polish. I think they sell polish remover. I think they sell polish remover. Polish remover. Polish remover. Polish remover. It's weaker. Nó yếu hơn. Weaker, weaker than acetone but nhưng mà, can remove polish Có thể chùi nước sơn được. I think they sell polish remover is weaker than acetone but can remove polish. is weaker, weaker, weaker than Acetone, acetone, acetone. But can remove, remove, remove. Polish, polish. Is weaker than acetone, but can remove polish. I think they sell polish remover. Is weaker than acetone, but can remove polish. da của bạn bị nứt. Your skin is cracked. Your skin is cracked. Your skin is cracked. Hoặc là, your cuticle is cracked. Your cuticle is cracked. Your cuticle is cracked. Cuticle is cracked. Crack, cracked. Crack, cracked. Chữ nguyên gốc là crack. Còn chữ đặt trong câu theo thể bị động gọi là cracked. Có chữ ed, á, có chữ e với d à, là cracked, cracked, cracked. Nhưng mà nếu mà bạn nói crack không, là khách đã hiểu rồi. Your skin is cracked. Tôi sẽ làm nhẵn nó, mịn xuống. I'm gonna smoothen it. I'm gonna smoothen, 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 smoothen it. I'm gonna smoothen it. I'm gonna smoothen it. Cái chữ này nó hơi khó đọc nha. Smoothen, smoothen, smoothen. I'm gonna smoothen it. Nó có thể chảy máu nhưng sẽ ổn hơn. Các bạn nhớ học cái câu này trong cái ngữ cảnh này nha. Cái da của bạn á, nó khô tôi sẽ làm cho nhẵn xuống nó có thể chảy máu đó nhưng mà nó sẽ ổn hơn để tránh bị nứt thêm it might bleed but it will get better okay it might bleed nó có thể chảy máu it might bleed it might bleed it might bleed it might bleed bleed, bleed. bleed. bleed but it will get better 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 it will get better it might bleed but it will get better it might bleed để tránh bị nứt thêm to avoid further cracking to avoid further cracking avoid avoid avoid, tránh, further là xa hơn nữa, cracking là nứt, to avoid further cracking. Tôi sẽ làm nó phẳng xuống, nó rất là dễ chảy máu. I'll smoothen it. I'll smoothen, smoothen, smoothen it, smoothen smoothen, smoothen. I'll smoothen it. It's easy to bleed. It's easy to bleed. It's easy to bleed. I'll smoothen it. It's easy to bleed. Tôi sẽ làm nó phẳng xuống. Nó rất là dễ chảy máu. I'll smoothen it. It's easy to bleed. Mình sẽ dừng ở đây. Các bạn có thể đón xem video tiếp theo của loạt bài giao tiếp khi làm tay chân nước này vào 10 giờ sáng Chủ nhật tuần tới. Mong rằng bài học này có thể giúp ích cho các bạn trong việc giao tiếp với khách hàng. Nếu các bạn xem xong và thích video này, like dùm mình nhé. Nếu thấy channel của mình hữu ích thì có thể nhấn subscribe và hình chuông rung thì các bạn sẽ nhận được thông báo khi mình có bài mới. Cảm ơn rất là nhiều. Bye bye!